đã quay điểm sắp đây mọi người đã mời chị quen. Chào mừng các bạn đến với channel của chị Đỗ Official và là tôi tập trung từ sau đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với chương một bất cung kể chuyện tập thứ 45. Và trước khi vào video này các bạn hãy để lại một like, một share, một subscribe cũng như một comment cho kênh YouTube của chị Đỗ Official để chị Đỗ có năng lực làm nhiều video hay hơn. Và cũng đừng quên ấn vào chuông thông báo kênh bên trong đăng ký để nhận thông báo về video mới sau nha. Và nếu bạn nào ủng hộ cho kênh của mình thì các bạn hãy làm tất cả những điều trên tương tự với các bạn gọi là công ty người có đầu BTV, Kuma, Hồng Akira, Hình Tuấn, BTV và MB nha các bạn ơi. Và Đỗ thường hay livestream ở trên Nimo TV lúc 6 giờ tối mỗi ngày. Nếu bạn nào muốn xem livestream của Đỗ và muốn ủng hộ cho Đỗ á thì các bạn có thể tải app Nimo TV về điện thoại máy tính, sau đó các bạn nhập mã số ID của Đỗ lên một tìm kiếm ở trong Nimo để có thể xem livestream của Đỗ vào lúc 6 giờ tối mỗi ngày nha. Thì nếu bạn nào chưa nhớ rõ được ID của Đỗ thì các bạn có thể nhìn bên trái có bên dưới màn hình này có một con sói nó cầm tấm bảng, và trên tấm bảng đó nó có một cái dòng ID đó là 6002315, đó chính là ID Nimo của Đỗ đó. Còn nếu các bạn bấm không được ID này nữa thì các bạn có thể bấm cái đường link bên dưới phần mô tả để có thể xem được tiếp ở trên web nha các bạn ơi. Rồi, thì ngày hôm nay đến với bắt cua kể chuyện tập tiếp theo á thì mình sẽ không bắt cua ở trong một cái map cụ thể nữa, mà hiện tại mình đang ở trong một cái server khá là nổi tiếng của Minecraft, đó là server 2pixel. Đó, cái logo nhìn là biết liền các bạn. Đây, server 2pixel đây. Đó, và trong cái server 2pixel này các bạn sẽ có tổng cộng là 17 cái mini game. Đây, không tính cái cột bên đây nha. Cái cột bên đây là cái kiểu giờ thành về sân chính nè. Ở tất cả các game nè, còn cái này là ok special event, ok. Còn cái này là random. Còn những cái dòng như này cũng là game luôn nhưng mà được gọi là game ưa thích nhất. À, cái cửa này thì mình không biết là có công dụng gì, housing. Housing hay là nhà của mình, mình cũng không biết nữa. Nếu bạn nào biết được là cái cửa này là cái mini game nào á thì các bạn hãy để lại comment phía bên dưới cho tôi biết nha. Còn lại là 17 cái mini game mà mình có thể biết được. Đó, thì ở trong 17 cái mini game này chúng ta sẽ có 15 cái mini game là cái server này có để cái bắt cua challenge ở đầu map chờ, ở đầu cái phòng chờ để cho chúng ta giải trí. Thì hôm nay mình sẽ cố gắng phá đảo những cái bắt cua challenge ở trong cái mini game này. Thì thời lượng video có hạn nên là mình chỉ phá đảo cho đến khi nào mà mình cảm thấy là thời lượng video quá dài rồi thì mình sẽ ngưng, chứ mình không thể nào phá đảo hết 15 cái mini game này được. Và bạn nếu bạn nào mà thích Rô làm theo cái thể loại gọi là phá đảo bắt cua như này á thì các bạn hãy để lại comment phím số 1 cho Rô biết nha. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái mini game đầu tiên, đó là Bad World. Ok, thì hiện tại Rô đã có mặt ở trong sảnh chờ Bad World của server 2pixel đó các bạn ơi. Vậy bắt cua challenge nằm đâu? Đây, bắt cua challenge nó nằm sát ở bên đây, có thể có rất ít bạn để ý đến điều này. Đó, nhưng mà bắt cua challenge này Rô thường hay dùng để giải trí trong khi chờ bạn bè của Rô xong ván để Rô có thể tiếp tục tham gia cùng họ. Thì ở mỗi cái mini game ở trong server 2pixel này đều có một cái bắt cua challenge này, và nếu bạn nào biết được từng vị trí của bắt cua challenge trong những cái mini game á, các bạn hãy để lại comment phím số 2 kèm theo vị trí của tụi nó nha. Rồi, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên là của bạn Bún Sơn Vlog. Anh Rô, sao em thấy cuộc đời nó chán quá, có nên nhảy cầu không vậy anh? Ok, và trước tiên á thì đối với những câu hỏi khác Rô có thể trả lời ngay lại bựa và pha trò tấu hài cho các bạn coi. Tuy nhiên đối với câu hỏi này thì Rô sẽ trả lời một cách nghiêm túc, đặc biệt nghiêm túc cho các bạn nghe, nên là các bạn cũng không có bất kỳ một cái điều gì đó giỡn đùa cợt ở đây nha. Rồi, và trước tiên á thì trước khi các bạn nghĩ đến cái việc gọi là sẽ kết thúc mạng sống của mình á thì các bạn hãy nghĩ đến là những người xung quanh các bạn trước. Rồi, các bạn chết xong rồi không phải chết là hết, các bạn sẽ để lại hậu quả cho những người xung quanh các bạn, cha mẹ, bạn bè, tùm lum người hết. Và cái mạng của các bạn hiện tại đang cầm đây á không phải là của một mình các bạn không, mà nó của rất là nhiều người. Và trong đó có mẹ các bạn. Mẹ các bạn đã phải tốn hết nửa cái mạng để có thể gọi là đẻ các bạn ra được. 9 tháng 10 ngày cô mang nặng đẻ đau, và phải gọi là trong cái lúc sinh nở là phải có nguy cơ gọi là tử vong rất là cao. Bây giờ đùng một cái các bạn kêu các bạn muốn chết là chết hả? Đâu có dễ vậy các bạn. Và cái thứ hai á, đó là cái cuộc sống này không phải gọi là nó một cái màu âm u tối như bạn nghĩ đâu. Suy nghĩ lạc quan là các bạn sẽ thấy cái cuộc sống này là nó đẹp đẽ cực kỳ, rất là đẹp. Hoặc ít nhất nếu các bạn cảm thấy có trong một khoảng cách nào đó các bạn cảm thấy cái cuộc đời này nó kiểu nó kiểu nó chót trắng quá, thì các bạn có thể nghĩ đến cái việc là các bạn giặt quần ra, các bạn lấy dây thun các bạn búng cũng được vậy. Không, tụi nó giận á, là thốn lắm mà, thốn cực kỳ đó. Nói chung là vậy đó, nên là làm cái gì làm cũng phải suy nghĩ trước em à, đừng có làm hấp tấp vội vàng nha. Và cái việc gọi là thấy cuộc đời chán quá mà nhảy cầu là một cái suy nghĩ gọi là ngông lù cực kỳ, nên là em cũng suy nghĩ lại trước khi hành động nha em ơi. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ qua đến với cái mini game thứ hai, đó là Skyward. Ok, thì hiện tại mình đã có mặt ở trong sân chờ Skyward của server 2pixel rồi đây các bạn ơi. Và cái bắt cua challenge của mini game này nó nằm ở đâu? Thì nó nằm ngay bên đây đây. Đó, ở dưới cái hang này là bắt cua challenge của cái mini game này. Và trước khi vào cái bắt cua challenge này thì mình xin phép đọc câu thứ hai của bạn Lệ Xuyến Đào. Anh ơi, nếu có một người đàn ông tỏ tình gì Ruby ở ngoài đời thì anh sẽ làm gì? Đối với dạng câu hỏi kiểu này á thì mình đã trả lời rất là nhiều ở trên Facebook, ở trên livestream cũng như là có rất nhiều video mình nói về cái này rồi. Nhưng mà hầu như các bạn không có coi hết video của mình, hoặc là các bạn nghe không hiểu hay gì nên là mình rất là buồn nha. Nên là hôm nay mình xin nói rõ lại một lần nữa, là nếu như có một người con trai nào đó hoặc một người đàn ông nào đó ngoài đời mà tỏ tình cho Ruby á thì mình cũng kệ nó luôn. Tại vì sao? Tại vì Ruby và Ro đâu phải người yêu của nhau đâu mà quan tâm mấy vấn đề đó làm gì các bạn.
Và mình cũng đã nói rất là nhiều lần rồi, mình và Ruby chỉ dựa trên tinh thần gọi là hợp tác phát triển thôi, chứ không phải gọi là cái tinh thần gọi là người yêu người cũ gì hết. Nên là có rất nhiều bạn vẫn còn đang hiểu lầm là Ruby và Ro là người yêu của nhau. Nên là hôm nay mình cũng nói rõ luôn, mong các bạn hiểu cho mình nha. À, đừng có bạn nào gọi Ro là người yêu của Ruby nữa và Ruby là người yêu của Ro nữa, bởi vì các bạn nói như vậy các bạn ảnh hưởng đến đời sống của Ro rất là nhiều. Và các bạn ảnh hưởng thì các bạn lên Facebook và các bạn tìm mò tùm lum hết á, và các bạn ảnh hưởng đến những người xung quanh của Ro rất là nhiều nên Ro rất khó chịu nha. Nên là Ro mong các bạn gọi là không nói về vấn đề này nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái mini game tiếp theo, đó là cái mini game tôi thích nhất, đó là Murder Mystery. Ok. Thì đây là một trong những cái mini game mà mình thích nhất ở trong server này luôn các bạn ơi. Tại vì sao ư? Tại vì cái server này mình thường hay chơi chung với đồng bọn của mình. Và đồng bọn của mình là ai? Gồm có Mr. Vịt nè, Simmy nè, Sammy nè, Kyron nè, Phong Cận nè, Timmy nè, Camu nè. Nói chung là tất cả các thành viên của Hero Team đó các bạn à. Và lâu lâu mình cũng có chơi với các thành viên của God Team nữa. Nhưng mà God Team thường rất ít chơi Minecraft, nên là để chơi chung được với tụi nó trong đây rất là hiếm các bạn à. Và thường bọn mình hay chơi chung với nhau ở đâu hả? Bọn mình hay chơi chung với nhau tại livestream trên Nemo TV. Thì có 5 streamer nha các bạn ơi, là mình, Mr. Vịt, Timmy, Phong Cận và Kyron. Có thằng Hùng nữa, nhưng mà thằng Hùng nó không có nằm trong đây, tại vì thằng Hùng nó không có ai chơi chung với tụi mình, nó toàn chơi lẻ hơn mình nên là không tính đi. Ừ, đó, thì có 5 streamer này và còn những cái streamer nhỏ 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 khác về Minecraft cũng như Mini World nữa, thì mình mong các bạn có thể lên ủng hộ luôn cả những cái streamer nhỏ này nha. Còn về phía của 5 streamer tụi mình thì bọn mình hay like những con game khác nữa, ví dụ như PUBG hay những con game mà các bạn thích á. Các bạn cứ thích game nào là tụi mình like game đó thôi. Đó nên là mình mong là các bạn sẽ lên Nemo TV và ủng hộ cho tụi mình. Còn ID của mỗi người thì các bạn hãy qua bên kênh YouTube của họ lấy nha. Còn riêng mình thì các bạn biết rồi, 600-2315. Ok, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ ba của bạn Quang Định Nguyễn. Ba ơi, ba có người yêu chưa? Ba trả lời ở tập 45 bắt cuộc kể chuyện. Ok, thì đối với câu hỏi này thật ra thì không có đợi bạn hỏi đâu. Mình đã trả lời rất là nhiều ở những cái video lần trước rồi. Bạn không có coi hết video đúng không? Tại buồn không? Dễ sợ luôn á. Ok, thì mình cũng sẽ trả lời luôn, đó là Ro đã có người yêu rồi. Và tên cũng như những cái thông tin về người yêu Ro thì Ro xin được phép giấu nha các bạn ơi. Và Ro không công khai ra ở đây, bởi vì công khai ra thì mấy bạn làm phiền rất là nhiều, nên là Ro không có muốn điều đó xảy ra. Đó, và nói chung thì người yêu của Ro nói là không công khai vậy, chứ ở trên Facebook cũng như là ở trên stream thì Ro công khai hết trơn, hết trội rồi. Bạn nào hay xem livestream của Ro là biết người yêu Ro là ai luôn. Bởi vì người yêu của Ro là hay lên stream của Ro trả lời comment giúp Ro lắm, với cả là hay giao lưu và nói chuyện cũng như là tương tác với các bạn ở trên livestream của Ro lắm. Đó, nhưng mà có một điều mà Ro rất là ghét luôn, đó là các bạn gọi là hay gán ghép Ro với Ruby á, và người yêu của Ro cực kỳ không thích cái vấn đề này. Tự dưng các bạn gán ghép Ro với Ruby xong rồi các bạn chửi người yêu Ro là giật bồ, chửi Ro là bắt cá. Rồi, mệt ghê luôn á trời. Tính ra là tôi với Ruby, tôi đã nói rõ luôn là tôi với Ruby không có quen nhau, mà các bạn cứ kêu là tôi với Ruby quen nhau. Xong mà các bạn lên các bạn nói người yêu tôi này nọ, đến nỗi mà các bạn tìm Facebook người yêu tôi các bạn vô các bạn chửi luôn à. Nên là người yêu tôi là rút kinh nghiệm luôn, khóa mẹ nó inbox luôn, khóa mẹ nó chat với là người lạ luôn. Đấy, các bạn thấy bạn quá đáng không? Nếu bạn nào thấy cái việc làm này là một cái việc làm quá đáng, các bạn hãy comment phím số 2 cho tôi biết nha. Nghĩ sao mà mẹ đem một cái việc ở trên video qua cái đời sống của Ro và làm ảnh hưởng đến những người xung quanh của Ro nữa, Ro cực kỳ khó chịu luôn. Và nếu bạn nào là fan của Ro á thì các bạn đừng bao giờ làm điều đó nha. Nếu bạn nào chưa bao giờ làm điều đó, các bạn hãy comment phím số 3 cho Ro biết nè, để Ro coi coi có bao nhiêu bạn là fan chân chính của Ro nha, ủng hộ Ro bằng cách gọi là nói chung là ủng hộ Ro trên video nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với mini game thứ tư. Và mini game thứ tư của chúng ta đó là cái gì đó, Crazy Fun Mini Game To Play With Friends. Ok, nói chung là tôi bad tiếng Anh lắm nên là mọi người cũng thông cảm về cái trình độ phát âm của tôi nha. Và bây giờ hãy let's go. Ok, thì cái mini game này tên là Arcade Game nha các bạn ơi. Và hiện tại mình đang nằm ở trong cái sảnh chờ đó đây. Rồi thì các bác cô challenge ở trong cái mini game này nằm ở một nơi khá ẩn. Nếu các bạn đi lướt qua mà các bạn không nhìn kỹ, các bạn sẽ không thấy được đâu. Và có một số các bác cô challenge ở trong cái server này nó cũng nằm ẩn y chang vậy, mà còn thậm chí là hơn thế này nhiều nữa, các bạn phải nhìn kỹ các bạn mới để được nha. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo là của bạn Viên Phạm. Tại sao có nhiều người gọi anh là ba ba ạ? Mong anh trả lời trong tập tiếp theo ạ. Ok, thì nói chung là cuộc sống mà các bạn, nhiều lúc thì bị người ta gọi ba nhiều quá nên riết mình thành tiếng quốc dân lúc nào không hay. Mà đặc biệt là bị rất là nhiều người người ta hiểu lầm nữa cơ. Có rất nhiều bạn hỏi tôi là anh ơi, sao anh mới 22 tuổi mà con anh đàn đàn đống đống chất nhiều vậy, 300 mấy ngàn đứa con luôn. Nhưng các bạn đâu biết được rằng ở trong số đó toàn là con gơi, con gớp, con lụm, con ghẻ không trời. Nhưng mà nói chung là một câu chuyện khá là dài các bạn, thì mình sẽ tóm tắt lại cho các bạn. Thì ngày hôm đó là một cái buổi livestream như ban buổi livestream khác, thì mình cũng đang ngồi mình chơi, mình bình luận thì kiểu xàm xàm xí đuối cho các bạn nghe vậy đó. Thì có một bạn bạn bà bạn hỏi mình là anh ơi, anh có thể đặt tên cho fan của mình được không, tức là cái tên để mình gọi fan của mình á. Thế là lúc đó mình chợt nghĩ ra là hồi đó giờ mình toàn gọi fan của mình là các bạn, mình với lại mấy bạn không à, chứ mình không có gọi tên gì hết trơn giống như những streamer khác đó. Mình thấy là vậy nó thiếu thiện cảm. Thế là buổi tối đó mình nằm mình ngủ, mình gác tay lên trán, mình suy nghĩ tới sáng luôn các bạn.
và mình cuối cùng mình mới suy nghĩ ra được và mình lên livestream, hiểu không? Mình nói với các bạn một câu là thôi bây giờ mình không suy nghĩ ra được cái tên nào hết rồi, nên là các bạn đặt tên cho mình đi đó. Hay là các bạn cũng là ngồi động não theo mình, đó là nguyên cái livestream đó các bạn ngồi suy nghĩ tên với mình. Thế là trong đầu mình chợt nghĩ ra là Sói Dương. Thế là tại vì hồi trước là mình lấy cái tên Sói Dương ở bên những con game khác, hay là mình nói với các bạn là không ấy mình hiểu Sói Dương, các bạn là cái gì sói đi. Thế các bạn kêu là thôi hôm nay tụi con là sói con đấy. Thế là mọi người bắt đầu lấy cái fandom của mình là Sói Con, tức là bộ lạc sói bây giờ các bạn tức là Sói Con, và tất cả mọi người đều xưng rô là ba ba. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao luôn, những bạn fan cứng bây giờ toàn xưng rô bằng ba ba không à. Rô cũng gọi là lịch sự, rô xưng lại là con luôn, trời má. Nói chung là một cái tình nghĩa thấm thiết giữa gọi là người con không ruột thịt với lại một đời Sói Dương, các bạn hiểu không? Người ta gọi đây là tình cảm cha con ruột thừa đó. Nói chung là nó là một câu chuyện khá là dài, nhưng mà qua cái lời kể tóm tắt của mình thì các bạn sẽ nghe nó ngắn, cực kỳ ngắn. Đó là các bạn có gì, nói chung là nó cũng đầy đủ ý nghĩa rồi đó, là câu hỏi này nó cũng đã xong rồi. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái Buckle Challenge tiếp theo đó các bạn ơi. Ok, và Buckle Challenge cuối cùng của video ngày hôm nay là nằm ở mini game Build Battle. Và câu hỏi cuối cùng của video ngày hôm nay luôn, đó là một câu hỏi được rất nhiều bạn quan tâm trong thời gian gần đây, là anh ơi tại sao mini war giờ gần đây lắc vậy, hay là anh ơi tại sao mini war giờ gần đây nhiều lỗi vậy. Rồi, thì như các bạn biết đó, sau mỗi lần update mini war đều có lỗi, và đội ngũ kỹ thuật luôn là người đứng ra chịu trách nhiệm cũng như là chỉnh sửa lại những cái lỗi đó. Và lỗi lần này là cái lỗi nặng nhất. Nhưng mà đối với BE thì các bạn, PC thì chơi vẫn bình thường, còn đối với BE thì nó có một số cái lỗi khá là nặng, như là liên thông rồi lắc các thứ, nói chung là nó không có nuột. Và đội ngũ kỹ thuật người ta đang cố gắng hết sức để người ta sửa lại cái lỗi này. Nhưng mà có một số bạn kiểu ý thức không có các bạn. Thì các bạn lên fanpage của Mini World, và các bạn lên rất là nhiều trang của Mini World, và các bạn kiến nghị, và các bạn bảo là game lừa đảo, hay là đội ngũ kỹ thuật làm ăn không ra gì các thứ. Thật ra thì đội ngũ kỹ thuật ở bên phía của Mini World cũng như là chị Thỏ đang thức ngày đêm để chỉnh sửa lỗi lại cho các bạn đó các bạn ơi. Và nếu các bạn không biết được á thì chị Thỏ chị phải thức tới gọi là tận là 3-4 giờ sáng chị để chỉnh lỗi cho các bạn thôi đó. Và các bạn lên các bạn chửi đội ngũ kỹ thuật kiểu đâu thấy là rất là tội cho mấy anh chàng gọi là làm ở trong đội ngũ kỹ thuật viên của Mini World luôn, tại vì không làm gì sai hết trơn á, tự nhiên cái bị các bạn chửi rồi các bạn nói này nói nọ. Nói chung thì các bạn cũng thông cảm cho Mini World nha, tại vì đội ngũ kỹ thuật của Mini World hiện tại cũng đang cố gắng sửa nhanh hết sức có thể cho các bạn rồi. Và nếu bạn nào hiện tại đang chơi trên Android mà các bạn gặp một số cái lỗi, các bạn cũng đừng lo lắng quá nha, tại vì bọn họ đang cố gắng phát triển hết sức rồi đó. Và Rô có up một cái bài ở trên cộng đồng Mini World rồi làm gọi là nhận xét về lỗi á, kiểu như là xin ý kiến của bạn về những cái lỗi á. Thì các bạn có bất kỳ cái lỗi nào á, các bạn có thể để ở dưới cái bài đó trên cái cộng đồng Mini World của Mini World. Thì Lô sẽ để cái link của cái group cộng đồng Mini World cho Thú ở dưới phần mô tả để cho các bạn lấy, để các bạn có thể tham gia nha. Và các bạn có thể comment lỗi của bạn vào đây, thì mình sẽ tổng hợp các cái lỗi này mình gửi cho chị Thỏ, để chị Thỏ có thể báo lên trên cái đội kỹ thuật, để đội kỹ thuật có thể sửa lại. Và còn một lần nữa thì cũng xin lỗi thay mặt Mini World, xin lỗi các bạn rất là nhiều, bởi vì đã sau cái update này thì lỗi nó khá là nặng và các bạn chơi nó không được mượt mà, nên là mình thay mặt Mini World xin lỗi các bạn rất là nhiều, mong các bạn sẽ thông cảm nha. Và mình gọi là mình mong là đội kỹ thuật sẽ gọi là cố gắng sửa chữa cái lỗi này sớm nhất có thể, để các bạn có thể có một cái trải nghiệm về chơi game nó tốt hơn mà không còn bị giật lắc nữa. Còn về phía các bạn thì mình mong các bạn gọi là cũng thông cảm cho Mini World nha. Và nếu bạn nào thông cảm cho Mini World thì các bạn để lại comment phía bên dưới cho Rô một cái hashtag là MW thôi đó, các bạn chỉ cần để là cái hashtag MW thôi là rồi biết các bạn sẽ thông cảm cho Mini World. Và rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều, và video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thích video này hãy để lại một like, một share, một subscribe cũng như một comment cho kênh YouTube của Shiro Official, để Shiro có động lực làm những video hay hơn. Và cũng đừng quên ấn vào cho thông báo kênh mình để đăng ký để nhận thông báo về video mới của Shiro nha. Và nếu bạn nào ủng hộ cho team của mình thì các bạn hãy làm tất cả những điều trên tương tự với các bạn còn lại trong team, gồm có Ruby TV, Kuma, Akira, Hình Tượng Shumi TV và mấy bé nha các bạn ơi. Và bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những video kế tiếp. Bye bye.